Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Thiên Chúa, chúng ta vì Ngài và Đấng yêu thương chúng ta, và Đấng đã có kế hoạch để cứu chẳng những đời sống của chúng ta là những người đầu tiên ở trong gia đình, gia tộc được biết Chúa, nhưng mà Ngài còn muốn cho chúng ta trở nên những nhịp cầu, những cái gạch nối để Chúa có thể bước vào trong gia đình, trong gia tộc của chúng ta, cho cộng đồng, cho quê hương, xứ sở của chúng ta. Bởi Ngài tìm thấy những con người cầu thai. Cảm ơn Chúa, chúng ta trở lại với Ê-sai 62, câu 6 và câu 7 để chúng ta được nhắc nhở. Suốt trong loạt bài 8 chìa khóa để cầu thai, chúng ta đã nhắc nhở rằng cầu nguyện là một mối quan hệ. Đức Chúa Trời không phải là một cái máy mà chúng ta đến, chúng ta bấm nút thì Chúa tự động sẽ làm việc. Ngài luôn đeo đuổi một mối quan hệ với chúng ta. Và chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện, cầu thai là thái độ của tấm lòng của chúng ta. Chúng ta tin cho nên chúng ta nói. Chúng ta tin cho nên chúng ta xin và Chúa chắc chắn Ngài sẽ làm. Chúng ta cũng đã học cách nào để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa phán, vì chúng ta biết rằng Chúa là Đấng mà những nhu cầu chúng ta cầu nguyện, những cái khởi đầu của sự cầu thai của chúng ta, Chúa gieo vào trong lòng của chúng ta. Và cái chu kỳ chúng ta đã được nhắc nhở đến từ ngôi ân phước của Chúa. Chúa Ngài bày tỏ công việc Ngài toàn định làm. Và Ngài tìm một con người trên đất này để có thể đứng vào chỗ sức mẻ để cầu nguyện. Trong trường hợp những cá nhân cần được Chúa Ngài can thiệp một cách siêu nhiên, Chúa nhúng tay vào, giống như chúng ta vừa mới làm. Thì có một sự can thiệp từ nơi Chúa sẽ đến, bởi vì Ngài đáp lời cầu nguyện. Chúa bày tỏ chúng ta điều Chúa Ngài toàn định làm trong gia đình, cho một gia tộc, cho một đất nước, cho một quê hương, cho một xứ sở. Thì chúng ta vâng lệnh Chúa, chúng ta cầu thai. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể làm được cho đến khi chúng ta học lắng nghe tiếng của Chúa. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thời giờ để ở trong một buổi cầu nguyện như thế này và một sự lắng nghe, sự hướng dẫn của Chúa và hướng dẫn chúng ta. Vì chúng ta ở nhà, thì chúng ta đã được nhắc nhở Chúa có thể gọi chúng ta là những người cầu thai khẩn cấp. Để nửa đêm, trong lúc chúng ta đang ngủ, trong lúc chúng ta đang làm công việc nhà, thì thình lình gương mặt, tên của một ai đó, một cái nhu cầu nào đó được Chúa Ngài gieo vào trong tâm trí của chúng ta. Thì chúng ta một là xua đuổi và nói rằng sao mình cứ nghĩ lung tung như vậy. Nhưng mà mình hiểu được rằng nếu mà quen thuộc với tiếng của Chúa phán, mình biết rằng đây có thể là tiếng của Chúa phán. Đây có thể là một trọng trách mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, một cái prayer assignment mà chúng ta đón nhận. Chúng ta thưa với Chúa rằng con nhận trọng trách này và chúng ta buổi gối cầu nguyện, chúng ta bước vào trong sự cầu thai, học nghe tiếng Chúa. Chúng ta đã cũng được nhắc nhở là khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta không cầu nguyện theo ý của mình, nhưng mà chúng ta cầu nguyện dựa theo ý của Chúa. Chúng ta lấy Kinh Thánh để chúng ta cầu nguyện, vì Kinh Thánh là ý của Chúa và lời tiên tri tốt đẹp trọn vẹn nhất. Và chúng ta cầu nguyện theo như sự dẫn dắt của Chúa, của Kinh Thánh. Chúng ta cũng đã được nhắc nhở về các công cụ của sự cầu nguyện. Có nhiều cái thể loại cầu nguyện, luôn cả người khen cũng có thể là cầu nguyện chiến trận cầu thai. Và khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta ca ngợi Ngài, thì Chúa có thể đặt phục binh để giúp đỡ, như trong trường hợp của vua Joshua, như trong hình ảnh của David và Goliath. Trong sự cầu nguyện, Thi Thiên 149 nói rằng khi chúng ta cầu nguyện đến cái cao độ thì chúng ta có thể cột trói những cái vua, những cái uy quyền của quyền lực thuộc linh ở trên thế giới này. Chúng ta còn có thể đóng cọc, đóng trăng chúng nó nữa, theo như lời của Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Các công cụ của sự cầu nguyện chúng ta sử dụng một cách tối đa. Cầu nguyện, cầu thai, chúng ta sử dụng cầu nguyện trong Thánh Linh. Khi chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì, Thánh Linh Ngài có thể lấy tiếng thở than không thể nói ra được và giúp đỡ để chúng ta có thể bước vào và cầu nguyện trong ngôn ngữ thiêng liêng. Người chưa biết Chúa gọi là tiếng lạ, người chưa kinh nghiệm gọi là tiếng lạ, nhưng mà chúng ta thì là một tiếng rất quen. Vì đó là ngôn ngữ, là ân tứ mà Đức Thánh Linh Ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng đã học Chúa Ngài sức giàu cho mỗi chúng ta có một cái chức vụ cầu nguyện đặc biệt. Có người cầu nguyện cho các nhu cầu theo thứ tự, có một cái danh sách mà chúng ta có thể gõ cửa thiên đàng và trình dân những nhu cầu đó một cách điều đặn, trung tín ở trước mặt Chúa. Có người thì cầu nguyện một cách gọi là không muốn bị lệ thuộc vào trong cái danh sách đó. Cảm nhận Chúa Ngài hướng dẫn mình cái gì là mình nhảy vô mình cầu nguyện. Như chúng tôi đã nhắc ở trong tuần rồi, giống như con gà đó, nhìn thấy có một con sâu là con trùng là đến mổ thôi, chứ không có chờ là phải có danh sách gì hết. Không có gì sai, người cầu nguyện có danh sách và người cầu nguyện theo như Chúa Ngài hướng dẫn và mình thấy được nhu cầu. Như đang ngồi xem TV, thấy một cái bản tin có ai đó đang gặp nguy hiểm và chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Nghe tin bão tố cái sắp sửa đi đến một cái thành phố để chúng ta quỳ gối chúng ta cầu nguyện. Nghe tin có một gì đó, đó là chúng ta nhận những cái ngòi nổ của sự cầu thay từ những nguồn khác nhau để chúng ta cầu nguyện. Lấy những lời hứa của Chúa và chúng ta cầu thay cho những hoàn cảnh đó. Chúng ta sử dụng sự sức giàu mà Chúa Ngài ban cho. Có người thì Chúa Ngài đặc biệt cho chúng ta có một tấm lòng để chúng ta cầu nguyện cho, cầu thay cho các lãnh đạo chính trị cũng như là lãnh đạo thuộc linh. Về lời Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Thì có những người đặc biệt được Chúa Ngài gọi như vậy. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa Ngài nắm được tấm lòng của một lãnh đạo quốc gia như là một tổng thống, thì chúng ta thấy rằng cái nước đó sẽ được mở rộng cho tin lành của Chúa và kết quả đạo của Chúa có thể phát triển. Như chúng ta thấy khi hoàng đế vua Sihanouk của Campuchia, khi ông có bệnh và có một mục sư được ơn của Chúa, được Chúa Ngài bày tỏ ra ông vua của Campuchia có nhu cầu. Và vị mục sư này đã đến cho biết là Chúa Ngài muốn chữa lành cho ông, và khi cầu nguyện và ông được lành. Ông sau khi được lành, ông mở cửa để Campuchia có thể giảng tin lành của Chúa trước hai quốc gia Việt Nam và Lào. Mặc dù là ba quốc gia Đông Dương đó chúng ta thấy thường nó đi chung với nhau. Những cánh cửa có thể mở ra khi có những công việc như vậy được diễn ra. Như Chúa Ngài ban phước và rất là nhiều lãnh đạo cao cấp ở tại Việt Nam của chúng ta, những người cán bộ cao cấp và được biết đến Chúa bởi vì có những sự cầu nguyện cầu thay, và con trai của họ, con gái của họ bị nghiện ngập đã được giải cứu, được phục hồi. Mà trở về thì mẹ là tin Chúa trước, rồi một người ở trong trung tâm giải cứu thì ít nhất là có ba người bên ngoài là đối tượng của sự cứu rỗi. Và chúng ta thấy điều đó đã diễn ra hàng chục ngàn lần trong các năm gần đây. Có nhiều cái sự sức giàu mà Chúa Ngài muốn chúng ta sử dụng. Và Chúa Ngài cũng muốn chúng ta sử dụng cái sự sức giàu mà Chúa Ngài đặt để trong chúng ta, để có ai đó trong chúng ta sẽ nhận một cái mình thích để nghiên cứu vấn đề, để research. Thì có một chức vụ cầu thay để chúng ta có thể nghiên cứu, để chúng tôi săn những cái tin tức dựa trên bản đồ Việt Nam của chúng ta. Tỉnh có bao nhiêu dân số, có bao nhiêu sắc tộc ở trong cái tỉnh đó, có bao nhiêu người đã tin Chúa, còn bao nhiêu người chưa. Nếu mà chúng ta có được một cái danh sách như vậy thì sự cầu nguyện của chúng ta càng chính xác hơn nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì các anh em sắc tộc đó, họ có những người cầu thay và họ biết rõ. Khi hỏi thì họ có thể cho biết rằng trong sắc tộc của họ đã có bao nhiêu người tin Chúa và còn bao nhiêu người chưa tin Chúa. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời Ngài có thể ban phước ở trên họ và họ dễ tin Chúa lắm. Còn người Kinh của chúng ta vì thiếu những người này, cho nên chúng ta cứ cầu nguyện chung chung, mà cầu nguyện theo cái kiểu chúng ta rủa xả họ nữa. Đó là người Việt cứng lòng lắm, họ sẽ không bao giờ tin Chúa. Và chúng ta nghe những câu chuyện của những người họ nói về cái sự cứng lòng, chúng ta nghe rồi chúng ta cũng đồn ra. Tôi trước đây cũng mang cái lỗi lầm đó. Có một người đến và kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Tôi nghe tôi thấy nó hay quá, và mình cũng đồn rao cái chuyện này. Nhưng mà sau này khi Chúa Ngài chỉ ra thì tôi đã ăn năn và tôi bỏ cái việc đó. Một người đến kể cho tôi nói rằng có một vị sư của người Thái giúp đỡ cho các giáo sĩ và thánh kinh hội dịch kinh thánh từ tiếng Anh, tiếng Hy Lạp sang tiếng Thái Lan. Và sau khi hoàn tất cuốn kinh thánh đó, nhà sư này, một nhà sư có một địa vị rất lớn ở trong nước Thái Lan, ông trở lại tin Chúa. Rồi người này mới nói rằng còn Việt Nam của mình đó, thì ông Phan Khôi là người đã giúp để dịch kinh thánh, nhưng mà cuối cùng xong rồi ông vẫn không tin Chúa. Cho nên chứng minh rằng người Việt của mình rất là cứng lòng, rất là khó tin Chúa. Anh chị em, sau này thì tôi thì Chúa Ngài cáo trách, Chúa nói rằng con cứ nói nó cứng lòng thì nó sẽ không bao giờ tin. Nhưng mà con nói rằng người Việt là những người sẽ được cứu, người Việt sẽ mở lòng ra để tin nhận Chúa, và người Việt sẽ mềm lòng để đón nhận tin lành của Chúa. Con cho ta có một cái cơ sở bởi đức tin và lời công bố của con để ta hành động. Còn nếu con đã đi đến kết luận là người Việt cứng lòng và không bao giờ tin Chúa thì ta không có gì để làm hết. Mà ma quỷ thì nó có cái quyền pháp lý, nó nói, có một người Việt Nam đã công bố điều đó, cho nên nó săn tay áo, nó nhảy vô, nó làm cho mọi người cứng lòng luôn. Cho nên chúng tôi thay đổi, và từ đó chúng tôi không còn gọi là những người không tin Chúa, nhưng mà là những người chưa tin Chúa. Không phải là những người duy nhất ở trong gia đình, gia tộc đó tin Chúa, mà là người đầu tiên. Vì chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời cái tiềm năng của đức tin, đó là có người đầu tiên thì sẽ có người thứ nhì, thứ ba, thứ tư và nhiều người còn lại ở trong cái gia tộc đó. Người Việt Nam của chúng ta sẽ được cứu như chúng ta đang đeo đuổi và cầu nguyện. Đổi ngôn ngữ của mình, đó cũng là một trong những cái công cụ rất là đặc biệt để chúng ta sử dụng trong sự cầu thai. Chúng ta nói trong đức tin, chúng ta công bố thành lời bằng đức tin, và tin rằng khi chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý của Chúa thì chúng ta giản dĩ, chúng ta đến chúng ta xin. Và khi chúng ta biết rằng mình xin bất cứ điều gì theo ý của Ngài thì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta đã biết rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin. Cho nên chúng ta lại có thêm cái đức tin mạnh mẽ để chúng ta cảm ơn Chúa trước, mặc dù chúng ta chưa thấy nó xảy ra. Nhưng chúng ta lấy đức tin, theo định nghĩa của đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chẳng xem thấy đó, hay là chưa xem thấy, thì mình tạ ơn Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay, những người canh ở trên tường thành. Ở Jerusalem, trên các tường thành ngươi, ta đã đặt lính canh. Suốt cả ngày đêm họ sẽ không bao giờ nín lặng. Cảm ơn Chúa. Ai đặt những người lính canh trên tường thành? Đức Giê-hô-va. Một lần nữa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân này. Bởi vì Chúa có ý định muốn đặt chúng ta làm những người cầu thai ở trên tường thành. Cho nên Ngài đã gieo cái điều đó trong tấm lòng của các anh chị em. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có mặt ở đây, vì chúng ta muốn thấy những sự thay đổi. Thay đổi cho gia đình của mình, cho hội thánh, cho quê hương đất nước xứ sở của mình, cho đất nước mà mình đang sinh sống. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chính Chúa Ngài đặt. Cũng như trong sự cứu rỗi cũng để Chúa Giêsu nói rằng ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, mà là ta đã chọn và lập các ngươi. Trước khi chúng ta biết và có cái tinh thần cầu thai thì Đức Chúa Trời cũng đã thấy và Ngài đã đặt ở trong lòng của chúng ta. Amen anh chị em. Ngài đặt và Ngài cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ nín lặng. Cảm ơn Chúa. Rồi như là một cái lời kêu gọi công bố của Đức Chúa Trời, hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào. Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài tái lập Jerusalem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất. Hoàn cảnh của chúng ta hiện tại thì chúng ta tin rằng hội thánh của Chúa, Sion, Jerusalem là hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúa Ngài sẽ ban phước, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng và Chúa sẽ dùng hội thánh của Chúa, hội thánh phổ thông của Ngài khắp nơi trên thế giới để làm sự ca ngợi trong khắp đất. Đến lúc người ta sẽ không xem thường mấy người đạo tin lành, nhưng mà nói rằng những người tin lành đang đến. Người ta sẽ chạy trước và rao báo với những người rằng người tin lành, phái đoàn tin lành đã đến và nhiều người sẽ được chữa lành trong ngày hôm nay. Nhiều người sẽ được nghe tin vui và chúng ta thấy như là một cái sự dọn đường. Cho người ta không xem thường người tin lành nữa. Bởi vì Ngài mà Chúa, Ngài sẽ đem sự vinh quang của Ngài đến ở trên các núi. Hội thánh của Chúa, hội thánh phổ thông của Ngài sẽ được trỗi cao trong những ngày phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta là như vậy. Jerusalem là một cái thành phố có tường bao chung quanh và người ta có thể đi bộ trên các bức tường của nó. Và ngày nay trong thành phố Jerusalem cổ, nếu chúng ta đi qua xứ Jerusalem thì chúng ta sẽ nghe người ta nói rằng "O Jerusalem". Và tại đó chúng ta biết rằng có những con đường, trong đó có một con đường rất dài và đặc biệt gọi là con đường Via Dolorosa, đó, con đường của sự đau thương. Chúa dắt từ dinh của tổng trấn Phi-lát dắt lên đến chỗ mà Ngài chịu đóng đinh tại đồ sọ. Có cái con đường đó. Có những con đường mà chúng ta thấy các khu phố để dẫn chúng ta, có lúc thì của những người Do Thái buôn bán, có lúc thì của những người Hồi giáo. Thì Jerusalem cổ đó, thì người ta tin rằng nó là cái thành Jerusalem trước đây. Thì ba cái vách kia thì là đã bị phá đổ hoàn toàn. Như lời Chúa Giêsu Ngài đã tiên báo thì nó đã xảy ra vào năm 70 AD. Lời Chúa nói cái sự vinh quang của đền thờ mà Sa-lô-môn, vua Hê-rốt đã cất lên. Nó đẹp đẽ như vậy. Nhưng mà rồi một ngày nó sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Tại vì như Sa-lô-môn đã xây đền thờ cho Chúa và Hê-rốt cũng đã trùng tu trở lại. Đó là có rất là nhiều vàng được cẩn vào cũng như là làm vách của đền thờ. Và năm 70 AD thì khi lính La Mã đốt thành cũng như là đốt cháy đền thờ thì vàng nó chảy ra. Nó chảy, nó đi vào ở trong những cái ngách của đá ở trong đền thờ. Cho những người hôi của vô là họ cài tung lên hết. Tại vì nó chảy, nó đi vào trong những cái kẻ đá đó. Cho nên họ cãi tung, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhưng mà còn vẫn còn một cái vách tường. Mà chúng ta xem hình ảnh, chúng ta thấy những người Do Thái đứng cứ gật gù đất. Gọi là bức tường của than khóc, the wailing wall. Thì phía sau bức tường đó có những cái lối đi. Ngày xưa ở tại trên vách thành của Jerusalem, người ta có thể đi bộ, đi qua đi lại được ở trên vách tường. Chúng ta còn nhớ trong thời của Nehemi, ông sửa lại tường thành của Jerusalem cũng bày tỏ hình ảnh đó. Có những đội ca hát đi ở trên vách tường đó. Thì một hình ảnh mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy ở tại đây đó là những người canh gác. Họ thường đi qua, đi lại và quan sát ở trong đêm để đề phòng các cuộc tấn công của kẻ thù vào trong thành phố. Và các câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời, Ngài phán với chúng ta ngày hôm nay, Ngài thúc giục chúng ta lên trên vách tường. Chúng ta hãy lên vách tường, đừng đứng ở dưới nữa. Lên đó thì chúng ta với tư cách là những người canh ở trong lời cầu nguyện. Chúng ta có thể nói như vậy để đề phòng bất cứ một cái mối nguy hại tiềm ẩn nào có thể đến với gia đình, với hội thánh, với thành phố, với đất nước xứ sở của chúng ta. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ gieo vào ở trong lòng của chúng ta, bày tỏ chúng ta. Nếu chúng ta có một sự sức giàu đặc biệt từ nơi Chúa đó, những gì có thể xảy ra, nguy hiểm xảy ra trong một cá nhân, trong gia đình, trong hội thánh, Chúa Ngài báo trước để chúng ta có thể đón chặn. Anh chị em còn nhớ ba chữ mà tôi đã nhắc với anh chị em trong từ điển của tiếng Anh: intercept, intercede, interchange. Intercept là chúng ta đón nhận. Đấy, chúng ta coi football mà chúng ta thấy đội ở bên này ném một cái trái banh, nó đi như vậy thì không phải độc mình bắt được cái trái banh đó, nhưng mà người của bên kia nó bắt được, nó chạy ngược chiều trở lại, thì chúng ta gọi cái hiện tượng đó xảy ra đó là intercept. Thì chúng ta đón chặn một vấn đề thì Chúa Ngài gieo cho chúng ta, rồi chúng ta ôm ấp nó trong sự cầu thay, intercede, và cái kết quả là để chúng ta interchange, chúng ta thay đổi hoàn cảnh. Giống như chúng ta thấy cái người họ nắm bắt được cái trái banh của đội bên kia ném, họ chạy ngược chiều trở lại và cuối cùng thì họ đã touchdown, hoặc là đón chặn được cái trái banh và lừa dẫn xuống và đánh đá vào và chọc thủng lưới của khung thành của đội bên kia. Thì intercept, intercede và interchange là ba cái bước mà chúng ta thấy được, chúng ta đón nhận, chúng ta cầu thay và chúng ta công bố hay là mang đến cái kết quả là hoàn cảnh thay đổi. Thì chúng ta thấy điều đó khi chúng ta nghe tin, khi chúng ta biết những điều Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta. Có thể trong giấc mơ chúng ta thấy những cái việc gì đó đang diễn ra, và chúng ta bật dậy và chúng ta cầu nguyện, và chúng ta công bố rằng việc đó nó không thể xảy ra được cho cái người đó, cho hội thánh của Chúa, hay là cho đoàn truyền giáo, hay là bất cứ một cái gì đó Chúa Ngài đặt để cho chúng ta, và chúng ta đứng vào trong vị trí để chúng ta cầu thay. Cách đây 4 năm thì tôi nghe các anh em đi chung trong đoàn đi về Việt Nam. Thì hôm đó chúng tôi ở trong một cái khách sạn ở phía sau một cái chùa. Mà các em ở bên Việt Nam thì giúp mình thì nó mướn khách sạn thì nó kiếm cái chỗ nào vừa túi tiền của tụi nó, không để ý đến chuyện đó. Mình đi truyền giáo, mình đi để đánh trận, để mình bắt những người thuộc về Phật giáo kéo nó ra. Mà giờ mình chui đầu vô trong cái vùng thánh địa của nó. Nên các anh em trong lúc 3 giờ sáng thức dậy cầu nguyện thì họ cảm nhận rằng một sứ khánh sẽ gặp nguy hiểm. Bạn nên cầu nguyện. Anh chị em, Chúa cứu một cái rất là đặc biệt là bởi vì nửa đêm tôi thức dậy cũng khoảng thời gian đó, sau đó một chút. Thì phòng vệ sinh ở bên Việt Nam, cái ống nước nó bị rỉ nước, cho nên sàn nhà nó bị ướt mà tôi không thấy. Nên tôi bước ra thì là mang dép của Việt Nam nữa chứ. Cho nên tôi té mà tôi không có ngờ là mình té. Nó thình lình đến như vậy. Và cảm ơn Chúa là không có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù ở Việt Nam thì người ta làm nó có những cái bậc, thì cái cạnh của cái gập đó nó rất là bén. Nếu mà nó đập đầu thẳng vào trong cái chỗ đó là tới tiêu rồi. Cái chuyến đó rất là lạ. Tôi về quê hương của tôi thì ở nhà của cô em, phòng vệ sinh, ngồi thì bên cạnh của nó có cái chỗ để giấy vệ sinh đó. Thì nó có cái nắp đậy bằng inox, nhưng bén vô cùng. Nguyên cái khuỷu tay của tôi rách một cái đường rất là dài lên thành phố đối diện với chuyện đó nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa báo cho các anh em biết, và sáng ra thì các anh em gặp tôi và hỏi cái câu đầu tiên là một sự bình an chứ. Rằng cảm ơn Chúa có sự cố xảy ra nhưng mà bình an. Và cảm ơn Chúa. Khi tối mà chúng tôi đến nơi đó thì nhà tôi nói rằng Em có cái cảm giác cái chỗ này nó lại nó mình phải cầu nguyện nhiều. Thì lên tới phòng của mình, nhà tôi, dán cái cửa ra thì thấy bên cạnh nó là một cái vùng đất, có một cái bảng để nó là cái chùa. Sáng sớm ra nhìn lại thì thấy là nó rõ đúng như vậy. Để chúng ta cảm ơn Chúa vì có những con người lắng nghe và để ý đến tiếng phán của Chúa. Chúa báo trước để có thể cầu thay và công bố việc nó không thành. Chúa có quyền pháp lý để nghe có thể giúp đỡ được. Anh chị em, tôi như tôi chia sẻ, khi mà mình té, mình có thể biết là mình té thì trong một cái phần 10 giây thôi hay là 1% giây, mình biết là mình sẽ té thì ít nhất là mình có cái phản ứng. Còn này là hoàn toàn không biết gì hết. Tại vì mình bước ra mang cái đôi dép mà cái nền ở dưới là nước nhẹp, cho nên nó trượt một cái mà không có cách nào để đỡ được hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho được bình an ở trong ơn của Chúa. Nên anh em rất là quan trọng. Tôi cảm ơn Chúa vì các anh em đi theo và họ giữ một cái trọng trách mà Chúa nghe giao cho để cầu nguyện cho phái đoàn, cầu nguyện cho chuyến đi, cầu nguyện cho chúng tôi. Và nếu anh em phủi nữa, ông buổi sáng nó đang ngủ trên phòng không có cái gì đâu mà nguy hiểm. Thì nếu không có thiên sứ của Chúa đỡ thì chắc là nguy to rồi. Tôi chia sẻ điều đó để chúng ta thấy chúng ta được Chúa nghe giao cho chúng ta những công tác. Như người lính canh đi ở trên tường thành, đi qua đi lại, quan sát xem coi có động tĩnh gì ở bên ngoài. Và họ được huấn luyện để có một cái con mắt để có thể nhận diện được và biết. Bởi vì người của quân thù mà họ muốn đột nhập vào trong thành đó, thì có những cái nét nó không có bình thường. Và họ phải được huấn luyện như vậy để có thể nhìn thấy được. Làm sao chúng ta biết điều đó? Bởi vì họ được huấn luyện. Có những người mà chúng ta nhìn chúng ta không biết, nhưng mà người trong giới đó biết. Tôi lấy cái thí dụ, nó không có đẹp nhưng mà để nói lên vấn đề. Mình có thể lái xe đi vào trong cái vùng, mình không thấy cái gì hết á, nhưng mà những người đi vô trong cái vùng đó để mua ma túy đó, họ nhìn họ biết ai là người bán ma túy để họ có thể dừng xe là để mua. Còn mình bên ngoài, mình không biết đó, mình nhìn mình sẽ không thấy. Nó cũng, mọi người cũng bình thường, cũng đi lại như vậy. Nhưng mà người ở trong cuộc họ biết. Họ biết ai là người bán ma túy ở trong trên cái con đường đó. Và chúng ta thấy con mắt quen thuộc, họ có những cái dấu, họ nhìn, họ nhận diện với nhau. Thì người lính canh ở trên tường thành được huấn luyện đến cái mức họ có thể nhận diện ai là bạn, ai là thù, để họ có thể báo cho dân ở trong thành. Và chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ có một cái con mắt của người canh gác. Và Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Thứ nhất, để chúng ta có được và phát triển con mắt của người canh gác, thứ nhất chúng ta phải đăng ký. Như tối hôm nay tôi sẽ làm cho những ai ao ước, đó là mình thưa với Chúa rằng con sẵn lòng làm người lính canh, làm người cầu thai. Bởi vì đối với Chúa, chúng ta muốn nói rằng thôi Chúa kể như con là người cầu thai đi, thì không có chuyện đó. Một là chúng ta được kêu gọi, một là chúng ta đầu quân, hai là không. Chứ không có chuyện Chúa kể đi. Bởi vì nếu mà Chúa kể con là người cầu thai đi, còn con không có dấn thân, con không có đăng ký đó, thì con không làm, Chúa không có trách con được. Nhưng mà khi chúng ta đầu quân với Đấng chiêu mộ chúng ta, vì Ngài đang bày tỏ ý định rằng Ngài sẽ đặt những người lính canh ở trên tường thành, thì chúng ta đáp ứng lại. Thứ hai là chúng ta phải giữ lòng cho trong sạch, để chúng ta có thể phân biệt được đúng điều Chúa muốn chúng ta cầu xin. Vì có những điều mà Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta, nó không giống như chúng ta suy nghĩ. Anh chị em, khi Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta có thể cầu nguyện ngược lại với cái lời cầu nguyện của cái người đến xin chúng ta cầu nguyện. Có những người họ đến họ xin chúng tôi cầu nguyện. Tôi nghe xong tôi cầu nguyện ngược lại hết. Có một bà chạy đến và nói: "Mục sư cầu nguyện giùm cho để cái cuộc hôn nhân này nó vỡ tan tành mục sư." Chúng ta không thể nào cầu nguyện dựa trên cái lời cầu nguyện như vậy được. Chúng ta cầu nguyện là trong ân điển của Chúa, Chúa Ngài sẽ làm việc để hai đương sự ở trong cái cuộc hôn nhân này sẽ được Chúa Ngài nắm bắt được tấm lòng của họ. Sẽ có sự thay đổi và hôn nhân của họ sẽ được Chúa Ngài làm xoay chiều. Vì chức vụ của chúng ta là như vậy: intercept, intercede, interchange. Chúng ta đón chặn, đón bắt. Chúng ta cầu thai. Trong trường hợp, có một số trường hợp như tôi đã nói, các chị em phụ nữ, cái chức vụ cầu thai nó rất là dễ đối với các chị em, là bởi vì cái khả năng ấp ủ. Mình nhận một cái hạt giống, mình nhận một cái nhu cầu, mình ấp ủ Một thời gian sau thì mình có thể sinh nở ra việc đó. Như là một người mẹ nhận cái bào thai và nuôi cho đến khi một đứa con được chào đời. Thì chức vụ cầu thai. Muốn như vậy chúng ta phải giữ cái lòng của mình trong sạch để chúng ta nhận biết cái nhu cầu và công việc để chúng ta có thể cầu nguyện. Còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái tình trạng không biết cái gì để cầu nguyện hết. Mục sư cho biết đề tài đi, hay là chúng ta tùy thuộc vào người khác. Nó nhớ một điều như chúng ta đã được nhắc nhở tuần rồi, tất cả chúng ta đều được sức giàu. Và trong sự sức giàu đó, Chúa Ngài sẽ bày tỏ ra cho chúng ta. Và chúng ta càng học biết, nghe tiếng của Chúa phán nhiều chừng nào, thì Chúa Ngài sẽ chỉ cho chúng ta và sẽ có những cái mục tiêu cầu nguyện rất là đặc biệt, rất là lớn. Bình thường, nếu chúng ta chỉ nghe được một ít, Chúa Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta cho những công việc, chúng ta cầu nguyện cho những việc thường thường thôi. Cái chức vụ mà chúng ta đã từng quen thuộc, Jacob Biswell, chúng ta còn nhớ. Chúa cho anh này có một cái ơn rất đặc biệt là Chúa Ngài cho khi ngủ thì Chúa cho cả tâm linh lẫn thể xác được Chúa Ngài di chuyển đến một đất nước khác, một khung cảnh khác. Như anh ngủ ở tại khách sạn gần phi trường quốc tế của chúng ta ở tại Houston này. Người ở chung phòng đã thấy ông thay cái bộ pyjama để ngủ. Nhưng mà nửa đêm thức dậy, đi phòng vệ sinh nhìn qua thì thấy mục sư Jacob Biswell đang mặc đồ vest. Sáng ông chạy xuống ông hỏi gì chứ Pastor Khánh, Tuy Hoa là gì? Tuy Hoa. Tôi hỏi what? Ông nói Tuy Hoa. Tôi nói Tuy Hòa. Ông nói đúng rồi, đúng rồi. Tôi tại sao anh hỏi về điều đó? Tối hôm qua chú transport, Chúa Ngài đưa tôi cả hồn lẫn xác về đứng ở tại bờ sông Đắk Rang ở tại Tuy Hòa. Chúa cho mục sư Jacob Biswell thấy hình ảnh xác người nằm đầy ở trên dòng sông và máu rất là nhiều. Rồi sứ điệp là việc này phải giải quyết thì Việt Nam mới kinh nghiệm được sự phục hưng. Tôi nghe điều đó là tôi biết rồi. Vì tôi cũng là người đã mang cái gánh nặng là người Kinh của chúng ta trong cái việc 5 tiếng đã hầu như tiêu diệt một cái nền văn hóa, một sắc tộc của người Cham. Thì dòng sông Đắk Rang đã từng có đầy thây của người Cham bị chặt đầu, ném thây của họ xuống sông. Chúng ta mới họ chế đó như là chế Linh, chế Bồng Nga, những cái chuyện về lịch sử mà chúng ta nghe đó. Thì bây giờ cả thế giới người Cham nghe nói là còn khoảng chừng trên dưới 4.000 người. Mà họ có một nền văn hóa, anh chị em thấy những cái chùa của người Cham, rồi cái văn hóa của họ, ngôn ngữ của họ. Mà bây giờ chỉ còn cái chuyện đó là bởi vì khi 5 tiếng các vua của Việt Nam của mình đi dần xuống miền Nam để chiếm lấy đất mới thì hầu như đã tiêu diệt người Cham. Và cái tiếng máu oan của những người này, dĩ nhiên là lính thì không nói, nhưng mà đàn bà, con nít và những người không có can thiệp vào trong chiến tranh nhưng mà đã bị giết như vậy đó. Thì Kinh Thánh có một cái điều mà Chúa Ngài nói rằng một trong những điều làm cho đất bị ô uế đó là đổ máu vô tội. Thì tôi mang cái gánh nặng đó nhiều lắm. Khi tôi kể mình là người Việt Nam thì tôi đã từng cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ. Vì ở quê của tôi người Khmer cũng giống như người Cham là họ có một cái gọi là một cái mối hận mà họ luôn luôn ao ước họ sẽ thực hiện được. Bởi vì những người lính cũng như các vua đã có một cái đường lối rất ác. Chặt đầu người Cham, lấy ba cái đầu để xuống và nổi lửa lên, để cái nồi lên để nấu cơm. Cho nên người Cham hàng năm họ có một cái vở kịch mà họ diễn ra cho đến ngày hôm nay họ vẫn làm đó. Cái vở kịch đó là họ sẽ một ngày sẽ chặt đầu người Kinh của chúng ta. Người Khmer ở gần quê của tôi cũng có một cái hoàn cảnh như vậy, cũng cùng một đường lối khi xuống tới dọc tới xuống cuối của cùng của đất nước của chúng ta và cái ranh giới cặp theo của người Campuchia cũng chặt đầu người Miên và lấy ba cái đầu để nấu cơm như vậy. Cho nên người Miên họ có một cái câu cặp dùn, tức là chặt đầu. Họ qua được cái ranh giới là họ xách nhau họ chặt đầu người Kinh của chúng ta. Chúng tôi ở Tân Châu, chúng ta nghe có một cái thời gian ở tại Hà Tiên, những cái địa danh mà chúng ta biết rằng họ đã tràn qua ranh giới và họ làm công việc. Tại vì họ nuôi cái mối thù này bao nhiêu năm, mấy trăm năm nay rồi. Tôi biết cái điều đó cho nên tôi cầu thai. Và hôm đó, cái sáng hôm đó, khi mà sư Jacob Biswell ông chia sẻ cái điều đó, tôi biết liền. Tôi nói rằng đây là vấn đề mà Chúa Ngài muốn đại hội của chúng ta sẽ làm một cái cuộc hòa giải giữa hai dân tộc. Tôi cầu nguyện với Chúa, nếu đây là điều đúng theo ý của Chúa, xin Chúa Ngài cũng bày tỏ rằng Ngài đã sắm sẵn rồi. Thì sáng đó, sau khi nói chuyện với các mục sư trong thời giờ cầu nguyện xong, tôi ra và đứng để hỏi rằng trong đại hội của chúng ta có bao nhiêu người ở Tuy Hòa và có bao nhiêu người là con cháu của người Cham. Nếu có hai nhóm người này có mặt, ý định của Đức Chúa Trời Ngài muốn thực hiện công việc này. Và cảm ơn Chúa, chức vụ cầu thai của chúng ta trong ngày hôm đó rất là tuyệt vời. Và điều tuyệt vời hơn nữa là Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam quan sát thì có một chức vụ tức tốc xách xe chạy thẳng lên khu của người Cham và chạy vào gặp một cộng đồng của người Cham và thực hiện tương tự giống như chúng ta làm ở đây. Các con cái của Chúa người Cham họ rất là xúc động và họ cũng ôm cái vị mục sư này và họ có một cái sự hàn gắn giữa hai chủng tộc ở tại Việt Nam nữa. Và chị em, đó là việc xảy ra vào trong năm 2015, 2016. Cảm ơn Chúa, cánh cửa mở ra cho chúng ta. Và khi chúng tôi về Cà Mau thì chúng tôi biết rằng những người Cham đã bỏ chạy từ ngoài Trung đó. Một số đông đã đưa tới tận Cà Mau để sinh sống lập nghiệp. Chúa Ngài sắp đặt. Có những chức vụ cầu thai đặc biệt như vậy. Một diễn giả sẽ trở lại với chúng ta trong đại hội năm nay là mục sư Joshua Chow. Chứ cũng bày tỏ trong giấc mơ, trong sự mặc khải của Chúa để có những điều để có thể cầu thai. Khi chúng ta biết rằng Thủ tướng Netanyahu của Do Thái không có hy vọng gì để ông có thể được tái đắc cử, thì Chúa cho Joshua Chow đã thấy cái điều đó và công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ cho ông trở lại trong vị trí của người thủ tướng. Khi nghe tin này thì Đức Do Thái đã mời mục sư Joshua Chow đi vào để gặp những người cao cấp trong chính quyền để xin Chúa Ngài cho có lời của Ngài để họ biết những gì cần phải làm ở trong những ngày sắp đến. Có những chức vụ như vậy, có những công tác như vậy mà Chúa Ngài ban phước. Có những người mà chúng tôi gặp mà trở lại với Jacob Biswell được Chúa cho đi thẳng vô luôn trong cái buổi họp của Quốc hội của Ấn Độ. Người ta ngạc nhiên khi thấy ông da trắng này đi đâu trong cái chỗ này, không thể nào đi lọt vào trong chỗ này được. Thì ông trả lời là Đức Chúa Trời transport tôi, đã chuyển tôi đến đây. Và gặp để có lời của Chúa cho cả Quốc hội của Ấn Độ. Chúa Ngài có thể làm công việc đó khi Ngài tin cậy chúng ta được trong sự sức giàu của Ngài. Cho nên giữ lòng trong sạch của mình để Chúa Ngài có thể trao cho chúng ta những trọng trách rất lớn để chúng ta có thể thực hiện luôn cả trong giấc ngủ của chúng ta. Hãy nhận biết tại mỗi thời điểm chúng ta đang ở trên ca trực. Nhớ điều đó. Trở thành một người canh gác ở trên tường thành cũng giống như một vị bác sĩ có đeo ở trên người của mình một cái máy đó, gọi là cái beeper. Bất cứ lúc nào ở trong ngày, khi cái ngày mà bác sĩ đó trực, chúng ta biết rằng có những cái cuối tuần họ lên ca trực. Thì giống như vợ của mục sư Sam, Chini, có những lúc phải lên ca trực. Trước đây khi con gái lớn của tôi, Khánh Linh, làm việc cho bệnh viện, cũng có lên ca trực. Đang sinh hoạt như vậy và nhiều khi cũng đang nhóm lại với chúng ta, với Hội Thánh. Thì beeper nó go off, đi ra chụp điện thoại lên và biết rằng có một cái ca cấp cứu, có một cái nhu cầu và họ phải tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Hình ảnh đó chúng ta thấy Chúa Ngài sẽ gieo cái nhu cầu cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta nhận biết tôi luôn ở trên ca trực. Nếu chúng ta có tấm lòng đó, Chúa Ngài sẽ tìm chúng ta, bởi vì có những lúc có những người nào đó, có những hoàn cảnh nào đó đang đi vào trong cái chỗ rất là nguy hiểm, cần có một người cầu thai để Chúa có quyền pháp lý Ngài can thiệp vào. Nên hỏi tại sao Chúa không làm thẳng luôn? Vì có một kẻ kiện cáo anh em, chúng ta còn nhớ không? Thì hình dung mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta đó, có một cái tòa án luôn mở, gọi là tòa án ở tại thiên đàng. Mà kẻ kiện cáo anh em, ngày đêm kiện cáo anh em đó, như Khải Quyền đã nói đó, là luôn luôn. Khi nào mà nó bắt gặp một cái chuyện gì đó Nó có thể ra mắt Chúa liền, là nó gõ cửa Chúa, nó nói rằng có chuyện, và nó có thể kiện cáo được. Nó nói coi Khánh nó tại Houston nó như vậy đó. Cảm ơn Chúa, bên phía binh vực chúng ta có trạng sư tốt nhất của chúng ta là Đức Chúa Giêsu, là đấng nói rằng nó tệ như vậy, nhưng mà huyết của con đã rửa sạch tội của nó rồi cha ơi. Ngài là trạng sư của chúng ta, Ngài là đấng trung bảo binh vực chúng ta. Thưa Hebrew nói như vậy. Thì tại tòa án thiên đàng này, Chúa Giêsu luôn có mặt để can thiệp. Ngài là trạng sư của chúng ta. Và chúng ta cũng có một kẻ thù chung của chúng ta là kẻ kiện cáo chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài đang chờ những con người có quyền pháp lý để lên tiếng xin Chúa. Chủ nhật tôi có nói đến em Quỳnh Chi Thanh. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy cái tên của em thì khi thêm chữ Quỳnh nữa thì lòng của tôi vui lắm. Vì hôm tháng 3, một sư Nam Quốc Trung cử nó để chở tôi từ ở tại khách sạn Hà Nội Club, cái khách sạn chỗ mà người ta, những người đi đến đó để tập đánh golf đó. Thì tôi ở tại đó với các mục sư tổng quan nhiệm của nhiều hệ phái. Thì cái hôm mà xong cái chương trình hội nghị của Hội đồng Cầu Nguyện, thì một sư Nam Quốc Trung cử Chi Thanh đến rước tôi để đưa lên trung tâm, để tôi sẽ chia sẻ lời Chúa ở trên đó, gặp gỡ các anh em ở trên đó. Một em chở tôi từ chỗ nhóm lại ở khách sạn Đắc Thắng về, tôi xách cái vali của mình gửi ở dưới chỗ của tiếp tân, rồi đi ra để chờ cái người đến rước mình. Xe cái chiếc Pick-up truck dừng lại. Một em nó xuống, nó mở cửa, nó mời mục sư. Tôi nhìn tôi hơi khớp lên chừng. Trên nửa cái mặt em chậm, xăm trổ, nguyên cái cánh tay hơn. Đi một lúc, tôi cũng cầu nguyện, tôi nói, dĩ nhiên là mình đã biết là một sư Trung phải là người đã được phục hồi rồi mới cử đến. Nhưng mà nhìn thấy cũng khớp. Có một chị em khi tôi đến trung tâm rồi nói rằng, mục sư biết cái chỗ này là hang cọp không mà sao mục sư dám đến đây ngủ tại đây. Tôi nói rằng, mình đã chết ở trong Chúa rồi, cái chuyện này không sao, chị cười. Nói chơi thôi, nhưng mà đó cũng là một cái lời làm chứng để chúng ta thấy ân điển của Chúa. Em ngồi một lúc nói chuyện, nói rằng mục sư biết là con biết em gái của mục sư. Thì tôi ban đầu cũng giật mình, sao cái đứa mà xăm trổ như thế này nó lại biết em gái của mình. Thế ra mới biết là cô của em mang một cái gánh nặng rất lớn đối với đứa cháu hư hỏng này, là một con gái của Chúa. Đi nhóm lại chung một hội thánh với lại em gái của tôi tại California. Và chị Mỹ nêu cái vấn đề của đứa cháu của mình. Thì cảm ơn Chúa qua việc em của tôi có nghe các bài giảng nói đến những việc chúng ta học việc Chúa ở tại trung tâm Aquila v.v. Rồi lúc bây giờ cô Thu Vân cũng đã có dịp đi và làm chứng một số hội thánh để kêu gọi dân hiến yểm trợ cho trung tâm. Thì em của tôi mới làm một cái gạch nối để giới thiệu. Và Chúa Ngài cho một sư Nam Quốc Trung đã đến thành phố ngay cái khoảng thời gian đó, có một sự trùng hợp rất đặc biệt để có thể rút em ra khỏi cái hoàn cảnh đó, đưa em ra ngoài Hà Nội và trung tâm Aquila để giải cứu. Rút ngắn lại, khi nghe em tên là Quỳnh Chí Thành thì tôi vui lắm. Cảm ơn Chúa vì thêm một người họ Quỳnh nữa được cứu. Nếu không có sự cầu thai thì ma quỷ nó có thể kiện cáo cái đứa này nó đã bán linh hồn của nó cho ma quỷ rồi. Nó cũng đã chui vào trong chùa và đã có một cái pháp danh rồi. Thì bây giờ Chúa không có thể nào cứu nó được. Biết đâu chừng bởi lời cầu nguyện của người cô ở tại California, lời cầu nguyện của tôi cho người họ Quỳnh. Thì rằng ở Houston có một đứa họ Quỳnh nó đã cầu nguyện cho cái đứa họ Quỳnh này. Ở trong gia tộc của nó có một người cô cũng họ Quỳnh đã cầu nguyện cho đứa cháu này. Đức Chúa Trời Ngài có quyền pháp lý. Anh chị em nắm được vấn đề. Cho nên cái quyền pháp lý rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài chờ và Ngài tìm những con người cầu thai là như vậy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện dâng cho Chúa là Chúa xin mở đôi mắt thuộc linh và đôi tai thuộc linh của chúng con. Là Chúa xin giải cứu con khỏi chứng điếc và mù thuộc linh. Anh chị em, chúng tôi bị lên án của những người họ nói rằng Đức Chúa Trời nào mà tệ như vậy, không thể làm việc được và phải nhờ cậy vào sự cầu nguyện của mình. Chúa Ngài tự giới hạn mình như vậy. Đó lý do tại sao Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trong bài cầu nguyện chung, anh chị em còn nhớ không? Nếu Đức Chúa Trời tự nhiên Ngài làm đi, thì đâu có việc Chúa Giêsu dạy hãy cầu nguyện xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất như ở tại trên trời. Amen. Nếu Chúa Ngài tự động Ngài làm theo ý của Ngài, thì khi Ngài gọi tiên tri Ê-li đến và Chúa nói rằng hãy đi gặp Rahab và nói rằng sẽ có mưa trở lại sau 3 năm rưỡi đó, sẽ có mưa trở lại, thì Chúa Ngài tự làm đi. Tại sao tiên tri Ê-li phải sắp mặt xuống ở giữa hai đầu gối mình trong tư thế của một người phụ nữ lâm bồn để cầu thai và cầu xin cho đến 7 lần thì mưa mới đến? Trong khi Đức Chúa Ngài đã bảo với ông là hãy đi và nói với vua Rahab rằng sẽ có mưa trở lại. Ê-li phân mưa với Chúa. Trong xứ không có mưa, mà vua Rahab đã tìm bắt con trong mấy năm nay. Bây giờ Chúa sai con đi đến và nói rằng sẽ có mưa mà không có mưa, ông giết con sao? Đức Chúa Trời cần có những người để cầu thai. Và tiên tri Ê-li đã dâng cho Chúa không phải 1 lần mà đến 7 lần. Thì cũng chưa mưa nữa, mình chỉ thấy một cái đám mây bằng cái cụm tay của người đàn ông, bàn tay của người đàn ông. Ông đã công bố trong đức tin bảo vua Rahab phải thắng xe đi về trước khi bị mắc kẹt mưa. Anh chị em thấy nguyên tắc của sự cầu thai. Chúa chỉ ra cho vấn đề để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đứng vào trong vị trí như người lính canh, chúng ta cầu nguyện. Chúa Ngài sẽ làm thành. 4 cầu trụ của sự cầu thai dựa trên câu chuyện của Ba-ti-mê để chúng ta có thể rút tỉa và dễ nhớ. Mác chương 10, câu 46 đến 52. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến Jericho. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên Ba-ti-mê, con trai của Thi-mê. Ba có nghĩa là con đó, con trai của ông Thi-mê. Ngồi ăn xin ở trên đường. Nghe nói đây là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, anh kêu lớn: "Lạy Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin đối thương con." Nhiều người rầy anh, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: "Lạy con vua David, xin đối thương con." Đức Chúa Giêsu dừng lại và bảo: "Hãy gọi người ấy đến đây." Họ gọi người mù và bảo: "Hãy vững lòng đứng dậy." Ngài gọi anh đó. Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Giêsu. 51. Đức Chúa Giêsu nói: "Con muốn ta làm gì cho con?" Anh thưa: "Lạy thầy, xin cho con được sáng mắt." Câu 52, Ngài phán: "Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con." Lập tức người mù được sáng mắt và đi theo Ngài. Có 4 cái cột trụ mà chúng ta để ý tới đây là: thứ nhất là sự quyết tâm. Ba-ti-mê dạy cho chúng ta một cái bài học. Ông đã quyết tâm đến với Chúa, cho nên dù cho người ta có rầy, người ta có la kêu ông im đi, đừng làm phiền Chúa, thì ông còn la lớn hơn. Tại vì ông quyết tâm mà. Ông không sẽ không đi về tay không. Đặt lòng tin nơi Chúa. Hôm đó ông chắc chắn phải được Chúa Ngài đáp ứng. Cho nên dù bị la, bị rầy, ông bị người ta ngăn cản, ông càng kêu lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Hãy có quyết tâm anh chị em, để chúng ta thực hiện, để chúng ta khuấy động nó trong chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta để ý. Từ đây ngay cả Chúa cũng khơi dậy lòng sốt sắng của Ngài. Ê-sai 42 câu 13 mô tả chúng ta hình ảnh Đức Chúa Trời chuẩn bị để ra chiến trận. Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ, như một chiến binh lòng đầy nhiệt huyết. Ngài thét lớn, hô to xung trận, và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù của mình. Chúng thấy Chúa Ngài cũng khuấy động cái sự nhiệt thành. Bởi vì Ngài có thể phán một lời thì thế giới nên nó được dựng nên. Vậy mà Chúa phải hét to, phải lên tiếng như là một chiến sĩ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, người ta có nói sao mà mình cuồng nhiệt quá cầu nguyện thì nói nhỏ nhỏ thôi. Đức Chúa Trời đâu có điếc đâu mà mình phải la sùm. Không phải Đức Chúa Trời không nghe, nhưng mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng để chúng ta đánh hạ cái vô tính ở trong chúng ta. Cái bài hát thứ nhì mà tôi chọn ở trong ngày hôm nay đó, anh chị em nhớ cái lịch sử của nó thì chúng ta sẽ hiểu. Có một em bé gần 4 tuổi ở trong hội thánh. Em này bị bệnh, đang nằm ở trong ICU. Bác sĩ cho biết rằng em có thể không qua khỏi tối đêm đó. Cha mẹ của em báo tin về cho hội thánh. Thì cái vị mục sư lo về hướng dẫn người khen thờ phượng, cũng là người quen biết gia đình này rất rõ. Ông nghe tin thì ông cầu nguyện. Nhưng mà rồi khi nghe gia đình báo thì em biết là bác sĩ cho biết tình trạng của em rất là nguy ngập, có thể không qua khỏi đêm đó. Rồi ôm cây đàn của mình lên, ông hát. Và lời của bài hát cho chúng ta thấy cái cuộc chiến diễn ra không phải với bệnh tật, với thế giới tối tăm, mà cuộc chiến nó diễn ra trong tấm lòng của người một sự hướng dẫn âm nhạc này. Ông nói rằng ông phải hét lên ngợi khen Chúa, cảm ơn Ngài, vì cái sự vô tính đó, nó phải bị đuổi ra khỏi. Anh chị em, mình đang cầu nguyện không nghe tin tức là tốt hơn, mà lại nghe tin tức là nguy hiểm hơn, thì cái vô tính chắc chắn nó sẽ đến. Nhưng mà cái cách duy nhất để có thể làm cho cái vô tính nó bị đánh bẹp đi đó là giống như ông Ba-ti-mê tới đây. Người ta ngăn cản kêu đừng làm phiền, đừng ồn ào, bảo anh phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn. Lời của bài hát là hát Hallelujah lớn hơn để cái vô tính đó, nó phải bị đuổi đi. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện mà bắt đầu chúng ta nghi ngờ thì lời cầu nguyện đó hết giá trị rồi. Nên phải chiến thắng nó, phải khuấy động cái lòng nhiệt huyết cũng như đức tin của chúng ta. Thứ hai, chúng ta thấy Ba-ti-mê có một hướng đi rất là rõ ràng. Có sự khác biệt giữa cầu xin và cầu thai. Cầu xin là chúng ta xin cho những cái nhu cầu mà chúng ta biết. Cầu thai là chúng ta cầu cho những người họ không thể xin được. Chúng ta đứng vào trong vị trí. Và cầu thai là cầu nguyện có một cái hướng đi rõ ràng. Có thể nó nhu cầu nó đến trực tiếp từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Có thể là sự mặc khải, sự hướng dẫn từ nơi Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện cho từng chủ đề một. Mỗi người cầu nguyện cho đến khi Thánh Linh của Chúa ra lệnh đủ rồi, con có thể sang đề tài khác. Khi chúng ta nhận được cái gánh nặng của sự cầu thai cho một ai đó, Thánh Linh chúng ta thấy, chúng ta nhắc đến tên của họ, chúng ta cầu nguyện, bắt đầu nước mắt đổ. Lòng của chúng ta có gánh nặng mà chúng ta thương họ lắm, chúng ta cầu nguyện trong nước mắt là Chúa xin can thiệp vào, xin Chúa cứu cái người này, hôn nhân của họ, và chúng ta khóc. Rồi đến một lúc chúng ta nghe cái gánh nặng nó được cất đi, nước mắt không còn chảy nữa, là dấu hiệu Thánh Linh nghe nói rằng cái trọng trách cầu thai của con cho việc này đến đây là đủ. Chúa kêu qua đề tài khác. Chúng ta sẽ cảm thấy mình đã làm xong công việc và bây giờ mình có thể tiến tới để cầu nguyện cho những nhu cầu khác mà không có còn lấn cấn ở trong lòng. Cảm ơn. Thứ ba, chi tiết một cách rõ ràng. Chúa Giêsu Ngài yêu cầu Ba-ti-mê phải cụ thể trong lời cầu xin. Dường như Chúa lẩm cẩm khi Chúa hỏi gì cho ngươi, muốn ta làm gì cho ngươi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không có lẩm cẩm đâu, vì Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta nói với Chúa trong đức tin. Chúng ta muốn Chúa làm gì cho mình. Chúa Giêsu hỏi Ba-ti-mê, con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa, lại Thầy, xin cho con được sáng mắt. Trước khi hiểu những nguyên tắc này thì tôi nhớ cũng bắt chước các mục sư truyền thống, nhất là những người mà mình tôn trọng họ đó. Họ thường chế nhạo mấy cái ông ân tứ, mấy ông ngũ tuần nó cầu nguyện là như là đòi hỏi Chúa vậy đó, là phải xin một cách gọi là chi tiết. Mình xin với Chúa đó là mình đừng có xúc phạm Chúa như vậy, mình chỉ nói tổng quát thôi, mình trình bày cái nhu cầu của mình rồi Chúa cho gì kệ theo ý của Chúa. Thì tôi cũng thấy hay à. Mà cầu nguyện như vậy không cần đức tin. Mình cái cầu nguyện giống như là mình ôm một đống nhu cầu, mình ném đài lên, trúng Chúa thì trúng, không rớt xuống thì không sao, ý Chúa được nên. Nhưng rồi một ngày tôi tiếp xúc với lời cầu nguyện của tiến sĩ Poyang-Gicho. Ông nói rằng Chúa Ngài dạy ông, con muốn cầu nguyện con phải chi tiết. Ông xin Chúa một chiếc xe đạp hiệu gì, rồi cái ghế ngồi cũng là cái ghế đó ra sao, phải mô tả cho Chúa. Rồi cái bàn làm việc cũng mô tả cho Chúa một cách chính xác. Để chi? Để khi nó xảy ra ông hết lòng tạ ơn Chúa. Trong nói này chắc là tình cờ nó xảy ra. Và anh em thấy điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện chung chung đó, chuyện xảy ra, có nhiều người còn nói cái này chắc không phải Chúa Ngài chữa lành đâu, mà cái này uống trúng thuốc đó. Uống nhầm cái thuốc này nó kết quả đó thì tiêu rồi. Để Chúa được vinh hiển, đức tin của chúng ta được tăng lên, chúng ta xin phải có một cái hướng rõ ràng. Ba-ti-mê, Chúa hỏi con muốn ta làm gì cho con? Ông nói một cái rất rõ ràng, con muốn được sáng mắt. Chứ rằng theo đức tin của con đã được lành, mắt ông liền sáng. Đó lý do ông ngợi khen Chúa một cách hết lòng, bởi vì ông xin một cách rất là chi tiết rõ ràng. Anh chị em, xin Chúa Ngài cho điều này để phá tung cái hầm trú ẩn mà chúng ta đã trốn nhiều năm nay. Các anh chị em nghe tôi ở trên mạng, phá tung cái hầm trú ẩn, đừng có trốn ở trong cái chuyện cầu nguyện xong rồi ý Chúa được nên. phải biết ý Chúa trước. Phải tìm biết ý Chúa trước, rồi cầu xin với hết cả đức tin cho việc ý của Chúa được thành. Như Chúa Ngài đã định ở trên thiên đàng như thế nào cũng sẽ xảy ra trên đất này giống như vậy. Xin một cách chi tiết để khi việc xảy ra, danh Chúa được ca sáng. Thì chúng ta biết một cách rõ ràng này là việc của Đức Chúa Trời, chứ không có ai hết. Công việc mục sư rất là được ơn của Chúa. Mà cuộc đời của ông, khi ông qua đời, người ta đếm hết những điều ông cầu xin đó, thấy rằng Chúa Ngài đã đáp lời cầu nguyện ông gần 40.000 điều ông xin, Chúa giải đáp hết. Chúa Ngài cho hết. George Muller, ông có một cái đường lối xin một cách chi tiết đến cái mức độ là khi có nhu cầu ông không nói với bất cứ ai hết á, mà ông xin với Đức Chúa Trời. Ông xin nó đến từng xu. Và thường ông hỏi cái người thủ quỹ của cô nhi viện, người này chạy vô và báo cho ông biết vui mừng bởi vì mình mới nhận một cái số dân và hôm nay thì tổng cộng số thu của mình là như thế này. Ông hỏi bao nhiêu? Và thường là ông nói trước luôn cái số nữa. Ông tin rằng khi Chúa Ngài đáp lời, Chúa trả lời chính xác đến cái độ là nó đúng từng xu luôn. Cho nên ông được nổi tiếng là một con người cầu nguyện. Ông có đức tin đến độ anh chị em biết là một ngày kia là cô nhi viện không còn bánh mì. Sáng thức dậy, các em ở trong cô nhi viện bụng đói meo hết. Ông kêu lên bàn ngồi. Ông bắt đầu cúi đầu, ông nói rằng tạ ơn Chúa vì thức ăn trên bàn này. Mấy đứa nhìn qua nhìn lại, ông sư của mình ông lỏng cẩm rồi. Có cái gì đây mà cảm ơn? Thì ngay lúc đó có người gõ cửa. Rằng ở bên Tàu có một người đã bỏ lại một số bánh mì rất lớn. Và chúng tôi chờ hoài không thấy người này trở lại. Mà tôi biết cô nhi viện chắc có thể sử dụng số bánh mì này, nên chúng tôi mang vào. Ông sư George Miller ông đã cầu nguyện cảm ơn Chúa trước về số bánh mì đó rồi. Ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn tin nó là ngẫu nhiên, cứ tiếp tục tin trong sự vô tính của mình đi. Sự đáp lời của Đức Chúa Trời dự bị cho những kẻ tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chưa thấy, nhưng mà tin rằng nó sẽ đến. Amen. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện trong đức tin, Chúa Giêsu nói chính đức tin của Ba-ti-mê đã chữa lành cho anh ta. Chúng ta phải cầu nguyện trong đức tin, tin và ý muốn và khả năng chữa lành của Chúa. Như vậy, ôm lại 4 cái cột trụ này, chúng ta phải quyết tâm. Quyết tâm không về tay không. Gõ cửa cho đến khi mình có bánh, như người đi xin bánh để đẩy bàn của mình. Lời cầu nguyện của chúng ta có một cái hướng đi một cách rõ ràng, có mục tiêu. Cảm ơn Chúa. Khi gặp ngăn trở, vượt qua những ngăn trở đó, người ta biểu im, cầu nguyện lớn hơn. Cột trụ thứ 3 đó là chi tiết và rõ ràng. Xin Chúa giúp để chúng ta học cầu nguyện trong đức tin. Lời khuyên các anh chị em xin chi tiết hơn nữa. Để rồi khi mà Chúa Ngài làm để chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Mà biết rằng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Yeah. Tôi kể cho anh chị em nghe cái này. Công vị giáo sĩ mà đối với người Baptist của chúng ta thì ai cũng biết là ông Samuel James. Có một lần chúng tôi đi học về Chúa chung ở bên Đức. Thì tôi sức giàu cầu nguyện cho các anh em. Thì lúc đó đó là tin lành Âu Châu hồi bực mình lắm. Bởi vì tôi được Baptist Việt Nam, Bắc Mỹ gửi qua bên đó để giao lưu, để đi giảng cho giáo hội tin lành Âu Châu. Không ngờ mình đi qua bên đó giảng lời Chúa xong, khi thấy có những người có nhu cầu, xách giàu ra sức giàu cầu nguyện. Nhiều người rất là được lành, nhưng mà mấy ông lãnh đạo ngồi như ngồi trên nước sôi á, khó chịu lắm. Xong có người nghĩ ra một cái cách kỳ này, đó là sẵn có vị giáo sĩ lão thành của mình là mục sư Samuel James, vô mét ổng để ổng ra, ổng rầy cho mục sư Khánh một trận là từ nay bỏ cái chuyện này. Thì rồi cái mục sư James ổng trả lời, ổng nói tại sao không? Ổng nói rằng tôi có một cái hối tiếc ở trong đời của tôi đó, mà tôi quyết định kể từ ngày hôm đó tôi sẽ làm cầu nguyện cho mọi người ở trước mặt nhiều người và sức giàu cầu nguyện cho họ. Ông mới kể khi ông đi qua Việt Nam để làm giáo sĩ, để mở mang công việc Chúa cho Baptist ở tại Việt Nam. Thì một ngày kia có một người, có người thân của mình bị bệnh rất là nặng, mời ông đến. Thì người thân này đã mời ông lên một cái tầng ở trên chỗ của người bệnh nằm. Ông cầu nguyện xong, ông đi ra mà không nói cho ai biết hết. Cuối cùng cái người đó được lành một cách rất là kỳ diệu. Cả gia đình xúm lại cúng bái cảm ơn Phật quá chừng. Ông nóng tiếc vô cùng, ông biết đó là chính Đức Chúa Trời mới cứu cái người này, chứ không thể nào ở cái chỗ mà thôi chết như vậy mà có thể ngồi dậy như vậy. Ông nói rằng nhưng mà không ai biết, tôi cầu nguyện mà không ai biết. Cho nên ông nói rằng tại sao các mục sư lại trách mục sư Khánh ông cầu nguyện trước mặt mọi người để khi Chúa ngày chữa lành, danh Chúa được cả sáng. Người ta biết là mình cầu nguyện với Chúa, nhiều người biết, và khi người ta được chữa lành thì nhiều người sẽ tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng mục sư Samuel James để trả lời. Mà mấy ông mục sư lãnh đạo của giáo hội Tin Lành Âu Châu im miệng hết. Cảm ơn Chúa. Tôi lúc đó nghe cũng em, chắc kỳ này ông Samuel James ông giật mình một trận rồi. Ông về ông cũng sẽ báo cáo cho mấy ông Baptist, Liên hữu Baptist ở Bắc Mỹ, ở Hoa Kỳ là họ đã gửi ông mục sư Khánh đi qua Âu Châu giảng giao lưu với lại Tin Lành Việt Nam mà bị mang tiếng quá. Nhưng cảm ơn Chúa, mục sư Samuel trả lời một cách rất là ý nghĩa, chính xác và đức tin, để rồi khi Chúa nghe trả lời, Chúa được vinh hiển hoàn toàn. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Để kết luận, chúng ta nhớ tất cả chúng ta đều được Chúa nghe sức giàu. Thì Chúa nghe sẽ dạy chúng ta, nghe sẽ dẫn dắt chúng ta. Đúng, chúng ta có những người lãnh đạo, có những người giáo sư được Chúa nghe dù sử dụng để huấn luyện cho chúng ta. Nhưng mà nhớ rằng chúng ta có Đức Thánh Linh. Bởi sự sức giàu, lời của Chúa trong thời gian thứ nhất chương 2 câu 20 và câu 27. Nhưng các con đã được sức giàu bởi Đấng Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. Câu 27. Về phần các con, sự sức giàu mà các con đã nhận từ Ngài trong các con. Và các con không cần ai dạy mình cả, vì sự sức giàu của Ngài dạy các con mọi điều. Và sự sức giàu ấy là thật, không phải giả dối. Hãy cứ ở trong Ngài như sự sức giàu ấy đã dạy các con. Cảm ơn Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần những giáo sư dạy chúng ta. Bởi vì có các chức vụ, sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, mục sư và giáo sư có. Có những người dạy dỗ và dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mục sư, những người giáo sư dạy chúng ta. Nhưng mà ý tại đây đó, lời của Chúa tại đây rằng khi không có những người đó, khi chúng ta không biết cái gì để chúng ta cầu thai, thì chính sự sức giàu và Đức Thánh Linh ở trong mỗi một chúng ta đó, Ngài đi với chúng ta, Ngài thấy những cái hoàn cảnh đã giúp đỡ chúng ta ngay trong cái chỗ đó. Khi không có mục sư bên cạnh, chúng ta vẫn biết phải cầu nguyện điều gì, bởi vì sự sức giàu của Chúa, Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta, Đấng Thánh đang ở trong chúng ta. Amen anh chị em. Và nhớ điều này, cái này là quý hơn có mục sư bên cạnh mình. Tại vì Đức Thánh Linh thì Ngài biết hết tất cả mục sư, Ngài là thần chân lý. Cho nên tôi muốn nắm tay anh chị em và giao trong tay của Đức Thánh Linh là như vậy. Ngài sẽ đi với chúng ta. Có những chỗ tôi không đi chung với anh em được, Đức Thánh Linh Ngài có thể đi với chúng ta. Có những chỗ tôi không thể có mặt được với anh chị em, trong những hoàn cảnh đặc biệt của anh chị em, Chúa Thánh Linh Ngài có thể ở với chúng ta mọi lúc mọi nơi, và Ngài biết hết tất cả mọi sự. Amen. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta cầu nguyện cho những vấn đề mà chúng ta đã cầu nguyện trong các tuần qua, thì chúng tôi muốn trong thời giờ này sẽ sức giàu cầu nguyện cho những ai nói rằng sau khi học và trong những ngày qua và thấy Chúa Ngài bắt đầu có đặt cái sự sức giàu của Isaka, cho Ngài đặt ở trong tấm lòng là chúng ta có thể làm những người sống trước cái thời đại của mình qua sự cầu nguyện. Mình chuẩn bị, mình dọn đất, mình làm những công việc mà đối với nhiều người, người ta nói rằng tôi có dấu hiệu gì để cần cho những việc này. Nhưng mà chúng ta dọn đất, chúng ta là những người Isaka sống trước thời đại của mình. Chúng ta nhớ trước khi Deborah là một người quan sát phụ nữ, được đón nhận, trong khi nước của người Israel lúc bấy giờ phụ nữ không có được sử dụng trong vai trò lãnh đạo như vậy, thì chi phái Isaka này qua Baruch đã đứng bên cạnh Deborah từ những ngày đó. Trước khi David chính thức được lên ngôi làm vua, thì cũng chi phái Isaka này đã đến yểm trợ ông, mặc dù lúc bấy giờ Saul vẫn còn đang làm vua của nước Israel. Vì họ thấy trước những điều sẽ xảy ra và họ đã ở trong vị trí đó. Thứ hai, chúng ta nhận biết rằng Chúa có thể vì sự sức giàu, vì Chúa Ngài đang cần có những người đứng vào trong vị trí cầu thai, để Chúa Ngài sẽ làm thành những việc Ngài toan định làm. Vì chúng ta kêu xin, chúng ta lên tiếng mời bởi lời cầu nguyện của mình. Và chúng ta cũng có thể đoán chọn, nắm bắt những vấn đề và cầu thai cho đến chừng tình hình có thể được thay đổi. Và chúng ta nói với Chúa rằng con đầu quân, con ghi danh con đăng ký, xin Chúa sử dụng con làm người cầu thai. Thì tôi sẽ sức giàu cho anh chị em trong thời gian này, để chúng ta được Chúa nghiệp việc riêng cho công tác này. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.